Nó cục lòng lấy bự bự vậy. Vậy không á? Nhân mụn. Đó, chịu được không con? Chịu được không? Chỗ nào là đau thì nói cô ha. Cho nghỉ tí. Cô lấy nhẹ nhẹ thôi. Đó. Mùi ra mùi không ha. Những cái nhân. Ừ. Thầy chỉ ghế. Đẩy cao. Thầy đẩy cao không chị? Đó, lấy mấy cục viêm mà thấy được mà đúng không? Mấy cục đó mà muốn lây lan lan. Chung cháu nó chịu lấy là ok rồi đó. Vậy là quá tốt rồi đó. Cái này xuống mà mềm nói cái này cho nó rồi, ok rồi, lập nhân rồi. Đó, nó vậy đó. Để lâu quá nó ăn xuống sâu với cái da, hiểu không? Chứ phải. Rồi.
Con thấy chỗ nào khó chịu con nói cô biết nha. Con cứ cảm thấy thoải mái đi. Thôi, vậy không lấy cục đó nữa, lấy cục khác. Mỗi ngày lấy một tí. Không có gì phải gắt. Đừng bị nhiều không? Là ít. Nhiều hơn trên đây. Phải không? Ủa cái mắt này. Già lắm. Già lắm rồi. Mùi là hổng lương nó diêm gì trên mặt. Này lấy một buổi với một với mấy. Là hết rồi. Hết rồi. Đó mẹ là đụng tay rớt này. Có cục dưới đây em biết ra và lấy đây. Có cục dưới đây nhìn cái cổ qua cô cho cô. Nó vậy xong rồi đó chưa?
Nó bị nó khô lại nó hết rồi. Nó vậy là về nó khô lại nó hết. Hết nữa bị tím dưới đây luôn nha. Vậy là con ngồi quá giỏi rồi đó. Ok đó. Thấy gần tay không?